bạn sẽ được học thật, thực hành thật trên vải nè, trên màu nè, dùng cọ để vẽ nè. Bạn nắm được cái nguyên tắc dựng hình cũng như cái kỹ thuật mình vẽ trên vải khi đến với lớp vẽ sen miễn phí. Mặc dù là lớp miễn phí nhưng mà mình dạy hoàn toàn cùng một cái loại giáo trình giống như những bạn học có phí. Tại sao mình mở ra cái lớp miễn phí này? Mình rất là muốn lan tỏa cái tình, cái sự yêu vẽ, cái đam mê yêu vẽ đến cho nhiều bạn. Vì vậy cho nên mình mở cái lớp này ra để lan tỏa cái niềm đam mê đó. Bạn chỉ cần cho mình 4 buổi, mỗi buổi tầm 3 tiếng. Sau đó bạn sẽ có được cái khả năng tự dựng hình nè, tự vẽ được trên vải. Vì vậy mình rất là trân trọng những cái lớp miễn phí này. Các bạn đã đăng ký đến lớp này á, thì mình chỉ có một yêu cầu duy nhất, mình đăng ký thì mình hãy đến đúng giờ và học hành nghiêm túc. Tại vì đam mê của mình á các bạn, nếu mà mình cứ không thực hiện nó, mình cứ để dành cho những cái việc khác, lý do này lý do khác, thì nó cứ trôi đi mãi. Và không phải lúc nào mình cũng có cơ hội để thực hiện đam mê. Thành ra cái bạn nào á mà cái thứ tư vừa rồi đăng ký mà vì lý do này lý do nọ mình không tham dự được á, thì Linh rất là tiếc là sẽ từ chối những bạn đó vào cái lớp học miễn phí này. Tại vì cái lớp học miễn phí này Linh mở ra là hoàn toàn là rất là vui vẻ để tạo một cái sân chơi, tạo một cái nơi để cho các bạn có cơ hội để thực hiện cái đam mê của mình. Linh rất là muốn là có thể là giao lưu được rất là nhiều bạn đam mê bộ môn vẽ này. Nhiều bạn mà chưa hề biết vẽ gì mà đam mê bộ môn vẽ này, thì Linh rất là trân trọng những cái bạn đó. Thì Linh cũng rất cảm ơn là những bạn đã tham gia cái buổi học thứ tư vừa rồi. Đồng thời Linh cũng sẽ xin tuyển thêm 3 bạn nữa có đam mê vẽ trên vải mà mình chưa hề biết vẽ, thì hãy đăng ký ngay dưới cái bài này. Thì Linh sẽ chốt số lượng, cho đến khi đủ số lượng bạn thì Linh sẽ ngưng nhận nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bạn đam mê vẽ vải còn chần chừ gì mà không đăng ký.